Tham gia chương chia ai góp các bạn. Con này khoảng có 10.000 đô đô phân phát các bạn. Khi tham gia các bạn làm nhiệm vụ. Rồi, những con này chương trình ai góp nó bắt đầu từ ngày 3 tháng 4. Kết thúc vào ngày 3 tháng 4 các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn để những cái kèo này ăn ngoài nha các bạn. Các bạn cố gắng làm kèo này. Rồi đầu tiên các bạn log out vào Gmail của mình các bạn. Bấm vào log out là hiện lên màu xanh làm vụ. Đầu tiên các bạn đi kiếm thêm token, các bạn join cái Telegram đó nè. Mình làm demo cho các bạn thấy không? Thơ lòng dương dân càng thêm bận. Mẹ nó bị đầy. Rồi các bạn vô nhận các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi như vậy là như có nhiệm vụ là đơn sơ như các bạn. Để mình kiểm tra tốc cần mình coi. Ghi là mình đã nhận được 2 tốc cần. Rồi các bạn cứ làm nhiệm vụ tiếp các bạn. Các bạn làm hết nhiệm vụ các bạn. Rồi các bạn bấm vào Interrepfin nè. Các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Nhớ bỏ lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt các bạn nha.